Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong series chia sẻ các bài học miễn phí về phần mềm Revit 2020 do trung tâm Gigento hướng dẫn. Thì hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng các bạn ở trong cái chương trình chia sẻ về cái mục bảng Ribbon, Ribbon này. Đó. Thì rất là nhiều anh em hỏi tôi là anh ơi thì làm sao mà để hiện được cái rải Ribbon nó đầy đủ như thế này hả anh? Hoặc là anh ơi làm sao mà để thu nhỏ lại cái rải Ribbon này? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở trong cái video này. Các bạn mở cái file Revit 2020 lên. Nếu các bạn chưa cài thì bạn nhớ lên trên YouTube gõ là cách cài đặt phần mềm Revit 2020 bản quyền là ra luôn những video mà trung tâm hướng dẫn. Và thứ hai nữa là Revit 2020 thì rất là nhanh và tiện, và nó cải tiến rất nhiều so với phiên bản khác, dùng rất là mượt. Các bạn nên cài Revit 2020 để sử dụng các bạn nhé. Rồi, bây giờ các bạn muốn thu nhỏ cái rải ribbon lại. Đấy, toàn bộ như này gọi là rải ribbon này thì làm nào? Thì chúng ta đưa con chuột lên cái mũi tên. Các bạn nhìn thấy mũi tên đây chưa? Cách thứ nhất là chúng ta phải ấn từng lần lượt một, ấn phát này. Đấy, thu nhỏ một phát rồi. Ấn phát nữa, thu nhỏ, không còn nhìn thấy biểu tượng đâu. Ấn phát nữa. Đấy, thu nhỏ hết như thế này. Thì chúng ta phải kích vào từng cái thì nó mới hiện ra. Được chưa? Đấy, còn để ra khoảng không thì bạn sẽ thấy nó mất luôn. Rồi. Các bạn có thể phóng to lên bằng cách là lại kích lại cái biểu tượng mũi tên đấy. Nó có 3 lớp thu nhỏ nhất thì ấn 3 lần thì lại có 3 lớp phẩm mở to ra một phát. Đấy, thì mở to hết như thế này. Được chưa? Đó, hoặc là các bạn có thể kích vào biểu tượng cái mũi tên xuống đây này. Đó, chúng ta có thể kích vào đây, giả sử mili tab to tab này, đấy là nhỏ nhất. Kích mũi tên vào đây, kích vào mili to palen button, nó hiện ra kiểu như thế này. Đó, chúng ta vẫn chưa đầy đủ, đấy, kiểu lửa đầy đủ thôi. Đó, kích vào đây, và chọn cái kiểu mili to palen button, thì nó thu nhỏ như thế này. Đấy, được chưa? Thì nó chỉ có 3 chế độ đấy, còn đâu chúng ta muốn toàn bộ thì chúng ta cycle throughout. Đây là, chúng ta cycle throughout, tức là chúng ta có thể quay về cái chế độ là chúng ta tích lần lượt. Đó. Được chưa? Đó. Ấn like thì nó hiện ra tất cả như thế này. Ok. Đấy là cái đầu tiên chia sẻ với các bạn, đó là phóng to thu nhỏ rải ribbon. Để rất là nhiều người không biết cái mục lấy rải ribbon này ra, đặc biệt là những bạn mới học phần mềm Revit đúng không? Ok, còn một vấn đề nữa các bạn cũng hay hỏi. Giả sử bây giờ các bạn mất cái bảng structure, các bạn nhìn thấy chưa? Tức là không nhìn thấy cái mục structure ở đâu. Thông thường chúng ta thấy architecture, structure đúng không ạ? Hoặc là mất mục system ở đây. Đấy, thì các bạn không biết là làm như nào, hoặc mất mục matching ở đây thì không biết làm nào. Ví dụ giả sử bây giờ mất mục structure thì bạn làm như sau: các bạn kích vào file này, kích vào option này. Đấy, các bạn đến cái mục là user interface này. Đấy, các bạn tích vào cái mục là structure tab and tool. Đấy, chúng ta ok phát thì nó hiện ra cái mục structure đấy chưa? Đấy, tức là vì sao các bạn mất cái gì vào mục file này, option này. Đấy, vào cái mục là user interface này chúng ta bỏ tích đi thì nó mất, còn tích vào thì nó hiện ra, đấy chưa? Ví dụ bỏ cái tích architecture này, bỏ cái tích matching này. Đấy, ok, các bạn nhìn thấy mất luôn cả menu ạ, architecture chưa? Đấy, nó sẽ không có các cái công cụ ở bảng architecture của ribbon architecture nữa, đấy chưa? Đấy, kể cả phần matching cũng mất luôn. Đấy, nhớ vào mục file nhé, option user interface, đấy, tích vào đấy, tích vào đây để nó hiện ra, đấy chưa? Ok, rồi đấy, một cái cuối cùng nữa giải đáp cho các bạn là thế bây giờ các bạn không thích cái nền của nó là trắng xám, là thích cái kiểu màu khác hoặc là màu tối chẳng hạn, bạn làm nào vào mục file option user interface, các bạn nhìn thấy ở dưới đây có cái chế độ này dark này, giả sử bây giờ dark này, ok đấy, các bạn nhìn thấy cái viền của nó bên trên này nó tối hẳn đi chưa, được chưa? Đấy, còn thông thường thì chúng ta để cái mục màu sáng đấy, cũng giải thích cho những bạn mà cũng hay hỏi cái đấy, chúng ta để like nó sáng, được chưa? Ok rồi, thì xin chào lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo nhé. Và các bạn đừng quên trên YouTube gõ Gigento, nhớ lên trên YouTube gõ Gigento, ấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được những cái bài học mà chúng tôi chia sẻ thường xuyên trên kênh vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày, hoặc vào website hocrevit.net để tham khảo thêm các cái bài học miễn phí khác. Đừng quên đăng ký các khóa học chuyên sâu ở gigento.com. Xin chào lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo.